mình gì? Hôm nay chưa đi ăn ốc á. Chưa đã ăn ốc này. Ốc này bây giờ ốc này chưa ăn thôi nè mọi người. Hôm nay chưa sẽ ăn nha. Ốc len xào dừa. Đúng rồi, ốc len xào dừa nha mọi người. Tết của nó là tết phô mai cho nên nó có hoa nha. Sốt ngoại sốt phô mai, sốt dừa, sốt dừa, nước dừa. Nói gì con mới ăn. Nãy giờ con thấy ngon không? Ừ, con thấy ngon không? Ơi. Giờ con biết ăn thêm một món nữa rồi đó. Đúng không? Món gì? Hút lên sầu dừa. Rồi ăn nào, hút nó thử coi, hút thử coi. Không sao đâu. Nhà mọi người ra nè, để chia rửa cái vỏ. Thấy ba cái vỏ đen cùng lửa. Dạ. Còn ốc không? Vương ốc ra. Hút một cái một, cái rột nó ra. Không ra. Để im nó mới thấy nó mờ mờ kìa. Che vô. Rồi. Rồi đưa nguyên con ốc ra luôn. Rồi đó nè. Con thấy ốc len xào dừa sao? Ngon không? Ngon, nhất là cái nước. Ngon không? Dạ ngon. Nhất là cái nước luôn. Nước dừa? Dạ. Mà nhất là cái nước cho người. Ừ. Nước ngon sao? Cái có vị gì? Ngon, chua chua. Thơm thơm. Ngon ngon. Nó mặc bị gì vậy? Rồi sao nữa? Ngon. Nước của người ta, nước dừa của người ta ngọt ngọt, nhẹ nhẹ, thơm thơm, béo béo. Ở đâu ra có chữ chua chua ở trong vậy? Có chua miếng nào đâu. Nó béo béo, béo béo, thơm thơm, ngọt ngọt. Lộn chữ béo béo với chua chua nó hay lẫn lộn ai cái từ đó. Trời ơi, bà lẽ. Hút mạnh lên, con hút mạnh lên. Hút mạnh lên. Con ra con ốc chưa? Bỏ cái mài ốc đi. Cái mài ốc á. Mặt cái ốc, mặt con ốc á. Ủa sao nghe cái mài đó chứ? Ăn ốc lâu quá. Con hút có con ốc mà lâu dữ vậy. Lấy cái muỗng múc lên nè. Múc con ốc lên, lấy cái muỗng múc con ốc lên con. Con phải múc lên cái muỗng rồi con bóc trong cái muỗng chứ không có bóc vô cái dĩa vậy, hiểu không? Đâu? Nguyên con đúng hả? Dạ, wow. Dưới đất nó bị kẹt lại. Kẹt lại hả? Đâu? Wow, ngon ha. Ngóc nó màu xanh xanh đúng không? Ít lẻ. Rồi, còn con gái ăn rồi xong. Ủa con ba con gọi cái này con thứ tư nè. Ăn đi, ăn, đang ăn ngon đi. Rồi rồi. Hút đi. Hút lẻ lên. Rồi hút đi con, hút lâu quá à. Hết giờ luôn rồi nè Cherry. Rồi xong hết giờ. Rồi hết đi.
Wow, con ốc nó lòi ra luôn hả? Móc ghê quá à. Móc ra luôn, hút ra luôn đi. Con lấy con ốc á, con đâu cần phải lấy cái muỗng móc vô, con lấy con ốc con làm vậy nè. Nè, thấy không? Nè, thấy chưa?